phải mình vừa thức dậy. Bây giờ là tắm rồi, sáng rồi. Và bình thường thì hàng ngày Sasha tập yoga. Và Sasha sẵn sàng tập yoga rồi. Ở đây thì nát quá. Mình rất muốn cảm ơn các bạn vì ủng hộ video cũ của Sasha. Và mình cảm thấy rất là biết ơn. Và cảm thấy có rất nhiều động lực để tiếp tục hành trình giới thiệu về nơi ở của Sasha và cuộc sống hàng ngày của Nga. Và bây giờ mình mời các bạn bắt đầu ngày mới cùng Sasha nhé. Hãy đi tập yoga trước. Sasha rất thích tập yoga vào buổi sáng. Đây chính là một thói quen của Sasha. Tuyệt vời nhá. Và yoga cho Sasha cảm thấy rất là yên tĩnh. Và cho Sasha rất nhiều năng lượng để bắt đầu ngày mới. Và bây giờ Sasha đôi quá, ai đi đi đâu mà ăn sáng nhá. Hôm nay mình sẽ nấu một món ăn gọi là syrniki. Mình sẽ dùng một đặc sản Nga gọi là tvorog. Nó rất là khó để tìm được ở Việt Nam. Và đây là smetana. Nó giống như sữa chua nhìn béo hơn. Đây chính là một trà Việt Nam mà Sasha thích nhất. Đây là trà tháo mộc. Tvorog rất là vụn và Sasha rất thích ăn nó. Mình có 6 bánh syrniki ở đây. Và mình đã chuẩn ồ và mình đang xong một ký túc xa cũ của mình. Ui, có bút sẵn, có bút sẵn chẳng. Và mình đang xong một ký túc xa cũ thì ở ký túc xa cũ có phòng bếp chung. Nên Sasha rất vui có thể nấu món ăn. Đây chính là bữa sáng của Sasha, có bánh syrniki cùng smetana cùng maple syrup và quả lê nữa. Các bạn đã bao giờ ăn thử món này chưa? Chúc các bạn ngon miệng nhé. Quá ngon. Mình sẽ ăn xong đi ra ngoài rồi và mình muốn cho các bạn xem mình xong ở đâu, bởi vì mình đã chuyển ở mình đang ở ký túc xá thật sự. Không phải là ở khách sạn nữa. Có tủ lạnh rất là to luôn. Và cũng có một phòng ngã. Đây là chồng Sasha. Khi Sasha làm sinh viên năm đầu tiên. Có giống Sasha không? Hãy đi siêu thị trước. Siêu thị này có nhiều lựa chọn tốt nên mình không mua nhiều ở đây, bởi vì giá rất là cao. Hãy xem giá thành lông là bao nhiêu. Ôi giời ơi, 100.000. Đi thôi. Bình thường sinh viên Nga mua thực phẩm ở những siêu thị ở thành phố để tiết kiệm tiền. Và Sasha cũng vậy. Ở đây cũng có rất nhiều loại bánh mì khác nhau. Và cũng có chocolate nóng. Mình vừa mua một chocolate nóng và mình hoài ngại nói chuyện buổi siêu thị bằng tiếng Việt. Không biết tại sao hoài ngại. Xin lỗi, chưa quên quay video ra ngoài. Trên campus cũng có những xe buýt như thế. Nếu trời quá lạnh hoặc là các bạn hồi lười biếng thì các bạn có thể đi xe buýt này. Nhưng bình thường thì sinh viên Nga đi dạo bộ đến trường đại học của mình không xa lắm. Chắc là một tuần trước đã có rất nhiều tuyết nên bây giờ thì mùa xuân đến rồi và trời quá đẹp và rất là dễ chịu, không có gió mạnh. Nhìn bình thường thì thời tiết ở đây vào mùa đông thì rất là khó chịu luôn, gió mạnh quá có thể lên bay lên luôn. Đây là một sân băng nhìn hết băng rồi. Và sàn vận động nữa. Trên campus Devefu thì có một số sân vận động khác nhau. Sân vận bóng rổ, bóng chuyền, quán vợt nữa. Just some hours pass by. Nếu các bạn không phải là sinh viên thì các bạn cũng có thể vào khu vực này để đi chơi, để đi tắm ở biển. Các bạn không sợ lạnh. Ở đây cũng có nhiều động vật. Tuy nhiên không có con gấu.
thật bạn bị sốc chưa? Không có con gỗ đâu, chỉ có con cáo hoặc là cũng có con vịt, cũng có những con chim khác nhau, cũng có con chó hoan. Ở đây thì cũng bạn còn miễn cầm chút con lại Economic Forum. Đây là một diễn đàn kinh tế phường Đông, là một sự kiện rất là quan trọng đối với đại học của mình, và không chỉ là đại học của mình mà cũng đối với cả tỉnh Primorye, thành phố Vladivostok, cả nước Nga, bởi vì Putin có mặt, rất nhiều bộ trưởng cũng có mặt và thảo luận những vấn đề kinh tế rất là nghiêm túc. Anh Nam có diễn đàn này, có forum này. Bye chào. Xin chào. Sasha yêu biển quá nhiều. Lúc khi Sasha buồn hoặc là Sasha cảm thấy hơi chán, Sasha ra vào đây và cảm thấy yên tĩnh. Rất yên tĩnh vì Sasha là một người rất hâm mộ biển, rất thích sống gần biển. Đây thì hơi vắng người, bởi vì đây chính là một khu vực trên đảo Ruski, khỏi xa từ thành phố. Thành phố là ở bên kia. Sasha rất chơi ở đây, rất hiền hiền ở đây. Không khí thì rất là sạch sẽ và trời rất là đẹp. Cảm thấy rất an nhàn. Mình là sinh viên năm cuối cùng rồi thì mình có những cảm giác mình sẽ rất nhớ những nỗi này rất là nhiều, vì rất nhiều thời gian Sasha đã ở đây. Và Sasha đến Vladivostok, đến đảo Ruski từ bên rất là xa, nên Sasha và anh rất biết ơn vì Sasha rất thích cuộc sống ở đây, rất thích đi học ở trên đại học của Sasha. Đây là bản đồ của khu vực của campus, những ngôi nhà của đại học, tất cả sinh viên đi học ở những ngôi nhà này, và Sasha đang ở đây. Và khu vực này rất là rộng rãi, các bạn có đồng ý không ạ? Và đây là tòa nhà chính của đại học Daewoo. Sasha rất thích kiến trúc của đại học Daewoo và thấy những ngôi nhà ở đây của trường rất là hiện đại, rất là sang trọng. Năm đầu tiên ở đây, Sasha đã nhìn xung quanh và rất bất ngờ. Khó để định được có những nơi như vậy, có những campus trên đảo và xung quanh có thiên nhiên cực kỳ đẹp luôn, và một nơi rất là yên tĩnh và một trường đại học rất là hiện đại như vậy. Và Sasha đã rất là vui sẵn Vladivostok, sẵn đảo Ruski để học ở đây. Mình cũng rất tự hào làm sinh viên trường đại học này. Đây cũng là một cái bản đồ của đại học Liverpool. Mình rất thích không gian ở đây, có rất nhiều ánh sáng, và mình nhớ một thời gian ngay tại đây đã từng có đoàn nhà hát Mariinsky biểu diễn ở đây. Đó là một lúc thật là kỳ diệu. Ngày hôm nay thì có một chút người thôi, bởi vì hôm nay là Chủ nhật. Sasha vừa về ký túc xá rồi và bây giờ Sasha sẽ học tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video này, và nếu các bạn có những câu hỏi gì thì hãy hỏi Sasha trong phần bình luận nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye!